Hello quý vị và các bạn thân mến. Giữa tuần rồi các bạn ơi, hiện tại bây giờ là ngày 7 tháng 4 năm 2021, 9 giờ sáng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, sáng thứ tư đó các bạn. Trước hết là tôi này xin chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ tư an lành và mạnh khỏe nha. Thì trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được cập nhật và chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất mới nhất nó liên quan tới tình hình ở nước Mỹ, cuộc sống của người dân Mỹ, đặc biệt là liên quan tới chính quyền tuổi 46, một cái nội dung mà hiện tại bây giờ nó đang rầm rộ trên cộng đồng mạng, đó là một căn cứ quân sự mà coi như có thể nói là đứng hàng đầu của nước Mỹ đã bị xả súng, và tại sao bị xả súng và bao nhiêu người bị chết, bao nhiêu người bị thương và hung thủ nghi phạm là ai, đó là những vấn đề tôi xin phép được chia sẻ với các bạn sau đây. Mời các bạn theo dõi chi tiết nhé. Hello quý vị và các bạn. Thì lại thêm một vụ nổ súng nữa. Mà kỳ này nó không nổ súng vào người dân thường, không nổ súng vào các doanh nghiệp, mà nó nổ súng vào một cái căn cứ quân sự hàng đầu của nước Mỹ. Các bạn thấy đó, hơn 10.000 lính Mỹ đóng đô tại đây, và các nhân viên dân sự nó thốn lại rất là nhiều, và một cái căn cứ rất là lớn, 526 hectare, mà lại bị nổ súng và đã bắn vào hai người lính thủy quân lục chiến, thủy thủ đó các bạn. Và một người này là ai và tại sao nổ súng và lý do gì, đó là những vấn đề tôi xin phép được chia sẻ với các bạn trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và mục đích lý do mà tôi chia sẻ cái video này là để làm gì, để cho chúng ta cập nhật được những cái thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan tới tình hình ở nước Mỹ, là tại sao nó liên quan tới cuộc sống ở Mỹ của chúng ta. Chúng ta nên biết để mà chúng ta đề phòng chuyện gì nó xảy ra xung quanh mình, cho bản thân mình, cho con cái và cho gia đình mình, cũng như là cho hàng xóm láng giềng. Trước hết thì Tony xin phép được chia sẻ với các bạn căn cứ này nó ở tiểu bang nào và nó như thế nào. Thì nếu như thế này nè các bạn, căn cứ quân sự nó gọi là Fort Detrick là thuộc tiểu bang Maryland của Mỹ, thì là một trong những căn cứ hàng đầu quân sự của quân đội Mỹ, tập trung nhiều phòng thí nghiệm, phòng sinh học, và coi như có rất là nhiều binh sĩ đóng ở đây, hình như là 10.000 binh sĩ và nhân viên dân sự làm việc tại khu căn cứ rộng 526 hectare này, và đã bị một nhân viên quân y hải quân Mỹ đã nổ súng bắn vào hai thủy thủ tại một cái chỗ mà đậu xe trong cái khu căn cứ này, trước khi cái người quân y hải quân này sau khi bắn xong đã coi như chạy đến phía bên kia và đã bị quân đội bắn chết ngay tại chỗ. Thì theo như các giới chức quân sự người ta kể lại như thế này nè các bạn, theo như cái camera an ninh á, giám sát á, người ta kể lại là ok, Wissembet chạy tới cái cổng. Bắt đầu thì dĩ nhiên thì anh ta là làm việc trong này mà, dĩ nhiên anh ta có cái ID. Thì những người lính á, mà canh cổng á, mở cổng cho anh ta ra, thì anh ta mới chạy xe vào và bắt đầu anh ta rút súng ra và đã bắn hai lính thủy thủ chết ngay tại chỗ đậu xe. Sau khi anh ta ra tay xong thì anh ta mới chạy vào phía bên trong, là định đậu xe để đi vào phía bên trong tiếp tục nổ súng đó các bạn. Nhưng sau khi mà những người lính canh cổng á, nghe tiếng súng nổ thì người ta đã bắt đầu gọi điện báo động gì đó. Thì khi anh này nè đi ra khỏi xe đó để chuẩn bị đi vào bên trong, hên quá thì bên trong người ta đã chuẩn bị sẵn. Thì khi anh ta đi vào và những người lính bên trong kêu anh ta bỏ vũ khí xuống, nhưng anh ta đã không chịu bỏ vũ khí xuống. Anh ta cố tình vẫn còn cầm vũ khí để chuẩn bị đi vào bên trong đặng rỉa tiếp, thì đã bị bên trong bắn ra và anh ta đã coi như chết ngay tại chỗ. Tức là chưa kịp đi vào phía bên trong building á, thì anh ta đã chết ngay tại chỗ. Hiện tại bây giờ thì tình hình sức khỏe của, tức là hai người bị chết và hai người bị thương thì đã ổn định. Tức là bắn hai người bị chết và hai người bị thương các bạn nhé. Thì hiện tại bây giờ thì người ta đang điều tra coi lý do tại sao mà anh Wissembet này lại nổ súng. Chưa biết lý do tại sao gì sao. Thì cũng như chúng ta đã biết trong cái thời gian vừa qua, hơn 11 tuần lễ nay, sau khi chính quyền thứ 46 đăng cai, cũng như là sau khi chú Bảy tại vị,
thì có thể nói là mình dùng cái chữ rầm rộ thì nó hơi quá đáng chứ, nhưng mà rất là nhiều cái vụ xả súng nó đã xảy ra rồi các bạn. Cách đây mấy tuần lễ thì một tuần nó xảy ra 3 vụ. Cách đây mấy ngày, một ngày nó xảy ra 2 vụ. Bây giờ thì hầu như everyday nó đều có vụ xả súng xảy ra ở nước Mỹ. Mình không biết lý do gì sao tại sao luôn các bạn ơi. Và cũng như ngày hôm qua tôi này đã có chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện ngay tại cái tiểu bang Texas này luôn. Hai anh em sinh đôi đã coi như ra một cái quyết định là giết hết những thành viên trong gia đình. Thì nguyên cái gia đình này gồm có 6 người. Thì hai anh em này bắn hết 4 người kia rồi sau đó tự bắn với nhau là chết luôn. Tức là nguyên gia đình 6 người. Thì các bạn thấy á, dưới cái chính quyền thứ 46 này thì những cái chuyện mà kỳ thị người châu Á, tấn công người châu Á, rồi cướp bóc giật dọc và coi như rầm rộ nó đang xảy ra khắp nơi. Bên cạnh đó lại có những cái chuyện xả súng nó cũng rầm rộ xảy ra khắp nơi. Rồi ngày hôm qua cũng tại California các bạn thấy đó, thì cũng có những cái vụ mà hành hung người châu Á ngay tại cái khu mà nó gọi là khu người Việt đông nhất của chúng ta luôn, đó là ngay cái khu mà nó gọi là Bonsai Phước Lộc Thọ, các bạn thấy chưa? Bởi vậy thành ra những cái thông tin này là những cái thông tin mình cần phải biết, mình cập nhật để làm gì, để mình biết những chuyện gì, tình hình của nước Mỹ như thế nào, nó đang xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta, để chúng ta đề phòng cho bản thân, gia đình, con cái và hàng xóm láng giềng. Đó là những cái điều cần thiết, và đây cũng là những tin tức mà mình cần phải biết. Và nếu quý vị và các bạn thấy cái thông tin mà nó hay thì các bạn bấm nút chia sẻ để mọi người cùng nhau biết, để cùng nhau đề phòng các bạn nhé. Hiện tại bây giờ thì theo như ông chuẩn tướng Michael Tully nói với hãng tin AP như thế này nè các bạn, thì người ta đang điều tra coi tại sao mà cái người quân y này, một nhân viên quân y này lại nổ súng bắn vào những thủy thủ, cũng như là cố tình xách súng vào cái căn cứ quân sự hàng đầu của nước Mỹ tại tiểu bang Maryland. Và người ta tìm ra coi cái này nó có ảnh hưởng tới cái chuyện mà kỳ thị hay là không, hay là có liên quan tới chuyện khủng bố hay là không, hay là có liên quan tới tình trạng mà gọi là stress hay là không. Nói tóm lại là bây giờ người ta chưa có đưa ra những cái thông tin gì, cũng như là chưa có đưa ra danh tính của hai thủy thủ mà bị bắn đó các bạn. Sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ tư, tôi đi chia sẻ với các bạn một cái thông tin nó liên quan tới tình hình ở nước Mỹ, nó liên quan tới chính quyền thứ 46, đặc biệt là nó cũng liên quan tới cuộc sống ở Mỹ của chúng ta. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu trong cuộc sống để mà xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ, cũng như để lại một cái like, một cái bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye.